Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah, ok. Thì anh em ơi, như anh em cũng đã biết á, thì mình nghe nói á, nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ê, nha, cái thằng edit video nha, tào lao quá nha, tự nhiên ghép nhạc tào lao à. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm ra một cái series mới mà mình sẽ đặt tên cho nó là một cái series là Pro Mini World. Tại sao mình lại đặt là Pro Mini World? Pro ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là chúng ta chơi game giỏi hay là gì, mà là tới muốn đặt Pro Mini World, có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu quay trở về với cái thời nguyên thủy của Mini World. Đó chính là chúng ta sẽ bắt đầu chơi sinh tồn đó anh em. Và mình sẽ bắt đầu thực hiện tất cả những cái thử thách mà anh em đặt ra cho mình. Mà mình thấy cái thử thách nào hay thì mình sẽ thực hiện. Và mình sẽ thực hiện trong chế độ sinh tồn luôn. Mà thực hiện được thì tất nhiên chúng ta rất là Pro mới thực hiện được, đúng không anh em? Đó, thế nên mình sẽ đặt tên cái series này là Pro Mini World. Đó, hiện tại là anh em thấy là sao của mình là đang là sao màu vàng đó. Thì sao màu vàng có nghĩa là chúng ta sẽ chơi sinh tồn 100% đó anh em. Thì mình mới vừa tạo một cái thế giới nè, thì mình thấy cái thế giới này khá là đẹp đó, có hơi sông hồ đồ khá là phong phú đó, hiểu không? Cho nên là bây giờ mình sẽ sinh tồn ở đây luôn nha. Đó, thì vừa vào chúng ta đã phát hiện trong đây là có một cái hang này, để mình nghĩ là mình sẽ đi pha một ít đá trong cái hang này để chúng ta chế tạo những cái dụng cụ của chúng ta. Đó, thì vừa vào game thì cái việc đầu tiên của chúng ta vẫn đó chính là đi chặt gỗ chứ không phải là farm đá. Nhầm. Đó, đi chặt gỗ trước cái đã. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ lấy một ít gỗ đi. Đó, chúng ta đã nhận được thành tích là cần gỗ đó. Bây giờ chúng ta đã có thể chế tạo được nhiều thứ bằng đá rồi, mà hàng trước tiên chúng ta phải đi farm thêm ít đá nữa cái đã. Đó, mình phải farm thật là nhiều đá luôn. Thì mình đang suy nghĩ là mình không biết là mình có nên sống ở trong cái hang này không ta, hay là mình sống ở bên ngoài kia nữa. Mình cũng đang rất là suy nghĩ không biết là chúng ta nên chọn cách nào. Ok anh em, thì mình mới vừa chế tạo một cây giáo nè, anh em nhìn nè, đó, cây giáo chúng ta có thể chọi được nè, đó, hoặc có thể dùng để đâm luôn, đó, cây giáo này chúng ta sẽ sử dụng để đi săn, đó, thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi săn. Ôi, mình thấy đối tượng để mình săn rồi, đem ơi, một con cù, nó đang quay đít, nó chu đít vào mặt mình. Ok, rồi chúng ta sẽ núp đằng sau cây, à, nhìn con cù, rón rén, lại gần con cù, nhào vô, đâm đít con cù. Mày. Ok rồi, xong nó chết luôn rồi. Ok, nó biến thành một cái cục thịt với lại là một cục len rồi anh em ơi. Ok, vậy chúng ta đã có được cục len đầu tiên. Ok. Ở bên kia cũng có một con cừu nè. Ui, ở đây hiện tại là có một con sói. Ok, bây giờ mình cũng sẽ tấn công con sói luôn. À, rón rén lại gần con sói. Tấn công con sói. Trời ơi, không phải là một con sói mà là đến ba con sói luôn. À trời ơi, ba con sói gì túi ơi. Solo nè. Ok rồi, chết nó luôn rồi. Phải cái nồi, trời ơi. Mình tưởng có một con mà nhào vô mình đánh hóa là đánh ba con luôn. Ủa, hình như là trời sắp tối rồi anh em ơi. Hình như là trời sắp tối, mình phải tranh thủ mình đi săn, sau đó là bắt đầu mình làm giường mình ngủ mới được. Không được rồi, trời ơi, tối rồi. Ok, heo nè, giết heo luôn nè. Ôi con heo nè. Con gà nè, giết con gà luôn. Ok, mình nghĩ là mình cần phải chế tạo cái giường trước cái đã. Ôi chết mình rồi, trời ơi, trời sắp tối rồi, thế nào quái vật cũng sẽ xuất hiện đầy đường luôn cho coi. Ok, làm nè. Đào. Ôi lượm. Chặt gỗ chứ, cái này là đạo gì, trời. Chặt gỗ đó. Ok rồi, mình sẽ lấy ít gỗ. Bây giờ mình sẽ đi quay trở về cái hang lần trước của mình, để mình vào trong đó mình xây tạm một cái giường để mình ngủ cái đã. Trời ơi, chết mình rồi. Ơi trời ơi, hồi sáng giờ mình cũng kiếm được khá là nhiều đồ. Ha, ở đây có hai cái cây đuốc của cái ông dân làng hồi nãy nè, lấy luôn, lụm luôn. Trời ơi, có được cái gì lụm hết. Chúng ta đang chơi sinh tồn mà anh em, chúng ta là pro sinh tồn thì chúng ta phải gọi là biết giữ gìn đồ ha. Chúng ta phải biết là hạn chế là sử dụng đồ bừa bãi đó, thì chúng ta mới có thể trở thành một pro chính hãng được. Trời ơi. Ủa, bên kia có cái ông nào mà đứng ở đó mà nhìn vàng thè vàng chạch vậy? Sao cái đầu vàng thè nhìn quen quá ta? Ủa, có tên nè, Mr. Vịt. Ủa, anh Vịt đây. Anh Vịt. Hả, gì? Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao anh ở trong cái thế giới của em? Anh đang đi đào dun. Cái gì? Đào dun. Ủa, đào dun làm gì? Câu cá hả? Không, đào dun về xào dun anh. Tào lao, anh nghĩ sao anh đi đào dun ăn vậy? Ủa, nhưng mà tự nhiên, em nhớ là em mới tạo cái thế giới sinh tồn này sáng nay mà sao tự nhiên giờ anh xuất hiện trong đây rồi? Thì anh ấn vào cái phần bạn bè đó, thấy ai đang chơi gì thì chưa vô. Thì anh đang tập làm người tối cổ nè. Hôm qua vừa out Facebook 10 phút cái quay lại thành người tối cổ luôn. Hôm nay đi đào dun ăn.
Trời ơi, trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Thôi, cái map của em mở đây em sinh tồn một mình em. Anh vào, anh phải biết xin phép chứ. Anh vào xong anh đi sinh tồn mà sáng giờ anh kiếm được gì nhiều chưa? Nộp cho em đi, em phải thu hết. Sáng rồi á, sáng được kiếm được nhiều lắm. Sáng được kiếm được kim cương nè. Nó xong rồi anh kiếm được cả đầu rồng nè. Cảm được kiếm được cả lực công lục bảo là ghê không, biết không? Cái gì? Đầu rồng luôn hả? Trời, mình mới tạo thế giới này có một ngày mà ổng đi ổng giết rồng luôn rồi mọi người. Bây giờ mình phải dụ dịch về sống chung với mình mới được. Ê mà đây, em có xây nhà nè, anh có muốn về nhà em ở không? Dạ hả? Ừ, tính ra là anh chưa có nhà luôn á. Hôm bữa anh định leo lên cây và làm khỉ nhưng mà thôi giờ có nhà ở thì... Trời ơi, ổng là con vịt mà ổng đòi leo lên cây để làm khỉ luôn. Ok, đi theo em. Trời ơi, nhà em ở đây nè, đi qua đây. Trời ơi, nhà em là nó rộng mà nó đẹp y như căn biệt thự luôn anh. Qua đây. Đâu qua đây, trời ơi, nhà gì đẹp. Trời ơi, nhà này có điều hòa, nhiệt độ, toilet. Đây là nhà của em nè. Nhà đâu? Đâu? Nè, cái nhà nằm trong hang nè. Đây là cái hang chứ đâu phải cái nhà đâu. Ủa thì nói chung là em sống trong đây nè. Cái nhà có giường ngủ nè, có bàn chế tạo nè, có đuốc thì tất nhiên là cái nhà rồi. Đuốc, bàn chế tạo và giường ngủ là xong cái nhà luôn. Đúng rồi. Tính ra nó còn chơi xài hơn cái nhà trên cây mình ở. Trời ơi, em núp vậy. Làm ở nhà trong xin tù nè. Là mình phải xây nhà, em coi các youtuber khác làm xin tù làm sao. Người ta xây cái nhà bự chà bá luôn á. Giờ mình ở cái nhà này sao, mất mặt làm sao. Ủa thì bây giờ em, tại vì em đang sống mình cho nên là em không có người đi kiếm nguyên liệu để em xây dựng á. Bây giờ vậy anh đi kiếm nguyên liệu cho em đi, em xây dựng cho coi. Thôi em xây dựng đẹp lắm luôn á. Trời luôn, bây giờ hai thằng chơi nhau nó phải khác một thằng là. Giờ anh sẽ đi kiếm nguyên liệu nè. Em ở nhà em chuẩn bị lên bản kế xây nhà nha. Giờ anh đi kiếm gạch nha. Ok, rồi anh đi kiếm gạch, okay, đi. Còn luôn. Em sẽ ở nhà, em xây nhà. Ok anh em ơi, thì bây giờ anh Mr. Vịt sẽ đi kiếm nguyên liệu cho mình xây nhà. Còn những cái nguyên liệu mà mình ở trong người nè, mình sẽ đi kiếm thêm. Và một tí nữa mình sẽ xây một cái căn nhà lên cho anh em xem nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu xây nhà thế nào. Thank you.
Ok anh em ơi, thì mình đã xây dựng được xong cái ngôi nhà của mình ở trên cái hồ, cái mặt hồ này nè anh em. Đó, trời ơi, một cái ngôi nhà cực kỳ bự luôn. Đó, mình sẽ cho anh em tham quan thử nha. Chúng ta có thể leo ngôi nhà này bằng cách là chúng ta leo đường cầu thang lên đây nè. Đó, chúng ta đã lên được trên nóc nhà đây. Chúng ta sẽ ở trên nóc nhà để ngắm cảnh. Đó, trời ơi, xem xung quanh có kẻ địch hay là kẻ thù đi đến thì chúng ta sẽ phát hiện ra ngay. Đó, và trong đây có một cái đường cầu thang để chúng ta đi xuống dưới nhà nữa nè. Đó, đi vào nhà. Đó, ngon ngon ngon. Xuống đây, vài bữa nữa mình sẽ bắt đầu chia ra, chắc là mình sẽ cho anh Mr. Vịt ở bên phòng bên đây, còn phòng của mình sẽ là nằm bên đây. Chúng ta sẽ đặt mấy cái giường ở đây nè. Đó, sau đó là chia ra, chia phòng ra, còn đây là cửa ra vào nè. Đó. Rồi, còn ở đây là chúng ta có bắt đầu trang bị rất là nhiều rương để chúng ta có thể đựng đồ luôn, nhưng mà hiện tại là mình chưa cần đựng đồ gì cả. Đó, quá trời rương luôn anh em ơi. Đó. Và nhà cực kỳ rộng luôn nha. Đây để mình ra cho anh em xem nè. Nhà cực kỳ rộng luôn. Đó, để mình ra ngoài chỗ nào đó mình cho anh em xem, chứ giờ đứng đây anh em cũng không thấy được. Ok, bay ra. Ok. Lên đây, leo lên đây nè. Đó. Rồi. À, qua bên đây đi. Rồi anh em thấy không? Trời ơi, nhà cực kỳ bự, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Trời, mình đang ở chơi chế độ sinh tồn, mình không bay lên được, chứ thôi mình bay cho anh em xem rồi. Đó, cái này là cái nhà của mình anh em thấy không? Đó. Y hệt như một tòa lâu đài luôn anh em ơi, chẳng khác như một tòa lâu đài luôn. Để mình đi qua đây. Đó, đi qua đây ngắm, Trời ơi, thèm ngắm cái ngôi nhà của mình quá. Wow, một ngôi nhà như một tòa lâu đài nằm ở giữa biển. Wow, có cả cái lá cờ nữa nè. Vài bữa nữa chắc là mình sẽ tuyển thêm mấy thằng lính. Đó, trời ơi, quá đẹp luôn. Ok, thì mình nghĩ là đúng ha. Tính ra là mình nhờ ông Mr. Dịch, ổng đi kiếm nguyên liệu cho mình xây nhà, mà tính ra là mình một mình xây luôn cái nhà này luôn. Ổng đi đâu mất tiêu rồi, sao chưa thấy ổng về nữa. Trời ơi, chắc lần sau mình phải tính sổ ổng quá. Cái này là mình phải phạt mới được. Trời ơi là trời, sinh tồn ké mà còn không chịu đi kiếm nguyên liệu về sớm nữa. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Team Mi TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho các người bạn của mình nữa, đó chính là Kyron TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nha. Ok, là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nếu như mà anh em muốn video lần sau mình mời thêm YouTuber nào vào sinh tồn với mình thì anh em hãy để bình luận cho mình biết nha. Ok, là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi.